Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 20 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của Nguyệt Nha và Kim Hà. Chương 12: Những biệt đãi cuối cùng tiếp theo. Một lần nữa trái tim Chúa tỏ tình biệt đãi Teresa, làm người hân hoan mừng rỡ lắm. Số là ngày mùng 6 tháng 9, cũng là bởi ý Chúa khiến định, Teresa được một chút xương cha thánh Venar từ đạo. Đã nhiều lần người tỏ lòng ước ao được chút di vật của đấng thánh mà người coi như bạn chí thiết, nhưng thấy khó lòng quá, người đã phải cắt đứt vấn đề ấy rồi. Nay thấy mẹ bề trên trao cho mình chút báu vật ấy thì lòng cả mừng cả lạ lắm. Người tỏ lòng cung kính yêu quý xương thánh, hôn đi hôn lại không còn muốn rời tay lúc nào. Sao Teresa lại yêu mến cha thánh Venar thế ấy? Lý do đó người đã nói với mấy chị thân thiết. Cha Theophan Venar là một đấng thánh nhỏ, cha có cuộc đời giản dị hết sức, cha kính mến Đức Mẹ Đồng Trinh lắm, và tình lưu luyến gia đình của cha không thể tả. Rồi Teresa nhấn mạnh mấy lời sau đây. Em cũng thế, em quyến luyến gia đình em lắm. Em không hiểu sao các thánh không thiết gì đến gia đình mình. Muốn để lại chút kỷ niệm vĩnh biệt các chị, em đã chép vài đoạn trong mấy thư sau hết cha thánh đã viết về thăm cha mẹ người. Tình ý và lời lẽ của cha cũng là của em, vì linh hồn em giống hệt linh hồn cha. Chúng tôi xin sao lại đây nguyên văn những đoạn thư ấy, đọc tới ai cũng cho là chính bởi ngọn bút và trái tim chị Thánh viết ra. Thư rằng, thế gian chẳng còn gì làm vui sướng đời con nữa, tâm hồn con đã được cởi mở rộng rãi, những cái người ta kêu là hạnh phúc trên đời, con nhìn như rơm rác hết, lòng trí con đang bay về cõi thiên thai. Thời gian sắp mãn cuộc, lòng trí con bình lặng như chiếc hồ lặng lẽ, hay như vòm trời thanh dịu. Con chẳng còn tiếc sót gì ở kiếp phù trần, chỉ khát khao mong mỏi về uống nước trường sinh cõi phước. Không lâu đâu, linh hồn con sắp được từ dã thế gian rồi, cuộc đầy đọa sắp qua, những ngày u ám giao trinh sắp hết. Con lên thiên đàng, con đi đến chốn an nghỉ, thảnh thơi đời đời của các thánh. Xem những tốt đẹp, mắt chưa từng xem, nghe những nhạc điệu êm du dương, thích thú, tai chưa từng nghe, vui hưởng những hoan lạc trái tim chưa từng có hưởng. Nay con đã hầu tới các giây phút mà ai ai cũng tha thiết mong đợi, cầu ước. Quả thật, Chúa đã chọn những kẻ bé mọn để mỉa mai những người quyền hành thế gian. Con không dám cậy sức riêng con. Một cậy sức đấng đứng trên thánh giá đã chiến thắng mọi quyền phép hỏa ngục. Con là bông hoa xuân, nay chủ vườn muốn hái đem về làm cảnh. Chúng ta hết thảy là hoa Chúa vun trồng trong vườn thế gian. Sẽ có ngày Chúa hái về hết. Nay hoa này, mai hoa khác. Trời kiếp rồi cũng hết. Thân con là chiếc phù dung, dám xin mạn phép hồi hương trước. Hẹn một ngày kia hết thảy chúng ta sẽ cùng gặp nhau tay bắt mặt mừng trên thiên quốc, vui thú vui trong vinh phước trường cửu. Ký tên Teresa Hải Đồng Giê-xu, viết theo lời cha thánh Theophan Venar từ đạo. Cuối tháng 9, khi Teresa nghe mấy chị đến thuật lại cùng mình vài điều đã cùng nhau thảo luận trong giờ chơi, có liên quan đến trách nhiệm những kẻ phải coi sóc chị em. Người hồi tâm một lát, rồi nói những lời đẹp đẽ này. Những kẻ bé mọn sẽ được phán xét rất êm nhẹ. Ta có thể thật nhỏ bé, dầu khi phải gánh những trách nhiệm quá nặng nề to tát. Nào vua David đã chẳng nói, ngày sau hết, Đức Chúa Giê-xu sẽ đứng ra bênh đỡ các kẻ hiền lành và khiêm nhượng thuở bình sinh du. Thánh vương không nói phán xét, chỉ nói bênh đỡ thôi. Tuy nhiên làn sóng đau khổ càng ngày càng dấy lên mạnh mẽ trong lòng trinh nữ. Sức đã hao kiệt lắm, người không còn có thể tự động chút nào. Ai đứng bên người mà nói, dù nói rất khẽ cũng là đau đớn quá cho người. Lại bởi bệnh sốt rất nặng và chứng đau tức, cho nên người không thể nói lời gì mà không phải nhọc mệt hết sức. Cơ cực thế mà dung nhan trinh nữ vẫn tươi tỉnh như hoa nở. Thẳng hoặc đôi khi trên gương mặt người có gợn nét buồn, thì cũng chỉ là buồn vì lo mình làm phiền chị em trong nhà mà thôi.
cho nên mãi đến chiều áp ngày qua đời, người còn muốn ở một mình ban đêm. Nhưng đêm hôm, chị coi nhà liệt vẫn năng đến thăm người luôn. Một lần vào thăm, thấy hai tay người chắp lên ngực, mặt ngửa lên trời, chị liền hỏi người rằng, chị làm gì thế? Phải nhắm mắt mà ngủ đi chứ. Chị ơi, em đau đớn quá, không thể ngủ được, nên em cầu nguyện. Chị cầu nguyện gì nữa? Em chẳng cầu xin gì, em chỉ yêu mến Chúa thôi. Thỉnh thoảng trinh nữ lại kêu, ôi Đức Chúa Trời tốt lành dường nào, thật người nhân từ thương xót lắm, mới ban sức cho tôi chịu đau đớn dường này. Ngày kia, chị Thánh thưa mẹ bề trên rằng, mẹ ơi, con ước ao tỏ cùng mẹ sự thể linh hồn con, nhưng con không biết làm cách nào được, con đang cảm động quá. Chiều ngày ấy, người trao cho mẹ bề trên một mảnh giấy viết bằng bút chì có những dòng chữ run rẩy này. Lạy Chúa tôi, Chúa xử đãi tôi là lễ mọn của tình yêu Chúa cách nhân lành lắm. Bây giờ Chúa dung hòa những đau đớn thể xác với những cơ cực linh hồn. Tuy dù tôi chưa có thể nói, cơn phiền giờ hấp hối đã bao vây tôi tứ phía. Nhưng với tất cả lòng biết ơn, tôi xin kêu rằng tôi đã xuống tới vực u ám sự chết. Song tôi không e lệ gì vì Chúa hằng ở cùng tôi. Mẹ Agnes de Jesus bảo Teresa rằng, có mấy chị tưởng con sợ chết lắm. Trinh nữ thưa, cái đó có thể lắm, con không dám nhất thiết tự tin đâu. Con vẫn tự nhận mình hèn hạ yếu đuối. Nhưng hiện giờ đây, con hẳn cứ hưởng cái tâm tình vui vẻ Chúa ban cho đã, hoặc sau Chúa định thế khác, cũng còn giờ mà vui chịu cách khác. Cha tuyên úy nhà dòng hỏi con có cam lòng chết chăng, con đã thưa cha rằng, ôi chao, lạy cha, con trộm nghĩ chỉ phải cam lòng mà sống, chứ được chết thì con mừng rỡ lắm. Mẹ ơi, nếu mẹ thấy con phải đau đớn quá, và dù lúc tắt hơi con cũng không tỏ dấu gì vui, mẹ cũng đừng phiền nhé. Chúa chúng ta hả đã chẳng chết vì tình yêu, mà mẹ xem đấy, giờ hấp hối của Chúa đã thế nào. Ngày 29 tháng 9 là áp ngày Teresa qua đời. 9 giờ tối Thánh Teresa hài đồng Giê-xu và chị Genevieve de la Sainte Fas, tức là chị Celine, cả hai chị em được nghe rõ rệt lắm tiếng rào rào chim bay ở ngoài vườn, rồi chẳng biết từ đâu đến. Một con chim cu bay tới đỗ trên thềm cửa sổ mà gáy cù cú cu. Gáy một lúc rồi vỗ cánh tạch tạch bay bổng lên không trung. Giây phút ấy hai chị em thấy tê mê trong mình những cảm xúc êm dịu nhẹ nhàng lắm, đã liên tưởng đến lời ca đệ nhất. Tiếng chim cú đã nghe gáy vang lừng, bạn tình ân ái hỡi, hãy trỗi dậy, chim bồ câu ta ơi, lại đây với ta, vì tiết đông lạnh lẽo đã qua rồi. Chương 12. Chị Thánh sắp sinh thì. Sau hết, vầng đông tươi sáng của ngày thiên cổ đã mọc, ngày thứ năm 30 tháng 9 năm 1897. Lúc tang tảng sáng, trinh nữ nhìn tượng Đức Mẹ mà nói chuyện cùng chị em về đêm sau hết ở chốn khách đầy rằng, ôi, tôi đã cầu xin Đức Mẹ rất sốt sáng, nhưng đây là cơn hấp hối rồi, chẳng được chút gì an ủi. Tôi không thở được không khí thế gian nữa, bao giờ tôi mới được hô hấp không khí thiên đàng? Đã mấy tuần lễ, Teresa không thể nhắc mình ngồi dậy, mà hôm ấy, 2:30 chiều, người ngồi lên được và kêu, mẹ ơi, chén đắng đầy đến miệng rồi, không bao giờ con dám tưởng mình có thể chịu đau khổ tới chừng này. Con chỉ có thể hiểu rằng, con chịu được tân toan này là bởi lòng con rất thiết tha phần rỗi các linh hồn. Một lát sau người lại nói, mọi lời con đã viết về lòng ao ước chịu đau khổ là thật hết. Con không hối hận vì đã hiến thân tế lễ tình yêu Chúa. Chị Thánh đã năng nhắc đi nhắc lại lời ấy nhiều lần. Một lát sau người thưa mẹ bề trên rằng, mẹ ơi, xin mẹ giúp con dọn mình chết lành. Mẹ bề trên an ủi rằng, con ơi, con đã rất sẵn sàng để ra trước tòa Chúa rồi, vì xưa nay con đã hiểu nhân đức khiêm nhượng lắm. Trinh nữ cũng tự minh chứng rằng,
Vâng, con biết thế lắm. Linh hồn con chỉ những ước ao tìm sự thật của lòng khiêm nhượng. Đến 4 giờ rưỡi chiều, bệnh bắt đầu chuyển sang cơn hấp hối. Người thấy chị em vào phòng, đã mỉm cười yêu dấu lắm. Chào và giá ơn chị em. Đoạn hai bàn tay rời rạc nắm chặt lấy tượng chuộc tội, ráng hết sức để chiến trận lần sau hết. Khi ấy mồ hôi toát ra đầy mặt, người run rẩy cả mình. Nhưng, như người vượt biển, thuyền ngàn dặm đã trải qua, đã hòng tới bến, thì dù phong ba dữ dội nổi lên ngần nào, cũng phấn lực sông lướt không mất can trường. Nay tấm thân quả cảm của trinh nữ, thấy mình đã gần cửa phúc thanh nhàn, thấy ngọn hải đăng trên bãi Trường Sinh đã rực rỡ rải ánh sáng tới, hẳn là cũng cố gắng can đảm cầm cự, mà chèo thêm mấy mái cho chiếc thuyền lan tới bến chờ mong, tới cửa phần rỗi đời đời phúc lạc. Khi nhà dòng đánh chuông nguyện tối, trinh nữ ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ Đồng Trinh là sao mai dẫn đàn vượt biển. Người nhìn cách yêu thương thiết tha lắm lắm. Có lẽ giây phút ấy, chị Thánh đã thở than cùng Đức Mẹ mấy vần thơ này. Mẹ ơi, xưa buổi sơ sinh, thương tình mẹ đến mỉm cười cùng con. Chiều nay bóng đã về non, mẹ ơi mong mẹ héo hon tấc lòng. Đến 7 giờ vài phút, trinh nữ quay mặt lại thưa mẹ bề trên rằng: Mẹ ơi, phải đây là giờ hấp hối. Con sắp chết ư? Phải, hỡi con, giờ hấp hối đấy. Nhưng Chúa Giêsu muốn con chịu cơn trần phiền hấp hối ít giây phút nữa. Bấy giờ, Teresa than thở thảm thiết lời này. Ô vâng, vâng, con xin vui lòng chịu. Vừa dứt lời, người ngửa mặt lên nhìn ảnh chuộc tội và than thở. Ôi, tôi mến Chúa, lạy Chúa tôi. Tôi mến Chúa lắm. Chương 12, chị Thánh sinh thì. Đó là mấy lời sau hết trinh nữ đã nói. Nói rồi trinh nữ gục đầu xuống bên hữu mà thiếp đi, trông như đấng thánh đồng trinh từ đạo cúi đầu nghiêng cổ chịu lưỡi gươm bén sắc của Lý Hình đang vung chém, hay là như một quý nữ muốn hy sinh mạng sống cho tình yêu, đang nằm đợi bạn thánh bắn tên lửa ái vào mình cho dễ chết. Rồi bỗng dưng Teresa ngửa mặt lên, như có tiếng nhiệm gọi. Người mở mắt ra, gương mặt sáng láng bình an vui vẻ lạ thường. Đôi mắt cứ đăm đăm nhìn lên phía trên ảnh Đức Mẹ lâu bằng đọc kinh tiên kính. Đoạn linh hồn thánh ấy trở nên mồi ngon cho Phượng Hoàng cực thánh tha về tổ phước thiên đàng. Mấy ngày trước ly trần, đầy tớ Chúa đã nói rằng, tôi mong ước được chết vì tình yêu, chính là mong ước được chết như Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá. Sự ước mong ấy đã nên chọn, trong lúc trinh nữ hấp hối sinh thì, màn đen tối càng não nùng thảm đạm, sự bi đát của lòng chua xót càng ứa lên như sóng biển cuồn cuộn. Tuy nhiên, chúng ta có thể lấy lời sấm sâu nhiệm mà Thánh Gioan Thánh Giá đã nói về những linh hồn được chết bởi hao mòn vì lửa yêu Chúa thiêu đốt để chỉ về trinh nữ rằng, những linh hồn ấy chết trong cơn vui thỏa lạ lùng, chết trong lúc tình yêu sôi nổi xô đẩy mạnh mẽ vào chỗ sung sướng phỉ trí phỉ tình, ví như chim hạc khi sắp chết, tiếng hót càng du dương réo rắt càng thiết tha yểu điệu. Ấy chính vì thế mà vua thánh David đã nói, sự chết của kẻ lành thánh rất quý báu trước mặt Đức Chúa Trời, vì giây phút ấy, các nguồn tình yêu trong linh hồn đều phát bung ra hết, dồn dập trôi chảy về biển cả là tình yêu hải hà vô biên của Chúa. Khi trinh nữ đã thở hơi sau hết, gương mặt còn in được nguyên vẻ tươi lúc tắt thở, nơi miệng còn để nụ cười làm tươi tỉnh cả bộ diện trông như người sống. Chúng tôi đặt vào tay chị Thánh một ngành lá vạn tuế. Ngành lá ấy, 13 năm sau, khi bốc xác Thánh lần thứ nhất, thấy vẫn còn xanh tươi nguyên vẹn trong quan tài. Trong lúc Teresa sinh thì, nhà dòng chúng tôi xảy thấy mấy việc rất phi thường như một chị nhà dưới mà chúng tôi đã nhắc tới ở trên, cúi xuống hôn chân trinh nữ, áp chán vào, tỏ lòng trông cậy người cầu bầu cho mình. Chị đã được khỏi bệnh nhức óc ngay.
Một chị khác lúc ấy đang ở phòng riêng, tự nhiên người thấy mùi hoa thơm ngạt ngào, mà nơi đó thật chẳng có bông hoa nào hết. Và một chị thấy trong mình có cảm giác ngọt ngào, khoan khoái, y như có người vô hình nào đến hôn mặt mình. Còn hai chị nữa, chị này thấy một tia sáng rực rỡ trên trời, chị kia xem thấy một vòng sáng như mũ triều thiên tự đất bay lên không trung, rồi mất trong vòm trời xanh biếc. Chương 12. Lễ an táng chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Trong hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, giáo hữu lũ lượt rất đông đến kính viếng xác vị công chúa nhỏ uy nghi và tươi tỉnh, đặt nằm bên trong phên dậu sắt của nhà nguyện dòng. Người ta đua nhau lấy tràng hạt, lấy ảnh đeo, lấy cả đồ nữ trang mà đụng đến xác thánh. Trong đám đông người đến kính viếng, có một em bé 10 tuổi, người thấy mùi hoa huệ thơm lắm, mùi thơm bát ngát không thể nói được, mà những hoa bày chung quanh xác lại đều là hoa giả hết. Ngày mùng 4 tháng 10 là ngày lễ an táng. Các thầy cả đến vĩnh biệt chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu rất đông, đứng đầy chung quanh quan tài. Cái vinh dự vẻ vang này, chị Thánh thật rất đáng được. Đó là vinh dự vẻ vang, vì chị Thánh đã hãm mình và cầu nguyện biết bao cho hàng giáo sĩ, cho các thầy cả. Sau hết, khi đã cử hành trọng thể các lễ nhạc an táng xong, hạt giống tốt lành này lại được chính tay hội thánh là mẹ nhân lành cầm tra vào lúng đất, đợi ngày nở bông rườm rà tươi tốt. Thật, từ ngày Teresa từ trần tới nay đã thực hiện lạ lùng lời Chúa phán xưa. Hạt lúa gieo xuống đất, nếu không chết đi, sẽ cứ trơ trơ mãi, nhưng nếu chết, nó trổ sinh biết bao bông hạt. Ở thế gian, thường thường những hạt trổ sinh đó, Chúa không tỏ cho biết đâu. Nhưng trường hợp đây, Chúa chẳng muốn đợi ngày trung thẩm mới đưa ra ánh sáng những hoa trái tốt tươi của hạt đã gieo trồng. Chúa đã muốn ta thưởng ngoạn ngay, khi nay một vụ lúa bông mẩy hạt đang rỗ chín đỏ ối trên khắp tứ phương thiên hạ. Muôn đời tán tụng ngợi khen lượng hải hà tình ái Chúa. Đức Chúa Trời, đấng nhân loại muôn đời và muôn nơi phải phụng thờ mến yêu, đã làm nên những kỳ quan huyền diệu này vậy. Amen. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt quyển thứ hai của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi quyển thứ ba của tác phẩm này. Lời trình bày của quyển thứ ba. Ba Lê, kinh thành có lẽ là hoa lệ nhất hoàn cầu. Người đông như kiến, xe lúc nhúc như bọ. Các cửa hầm metro ngày đêm phun lên những lớp người trùng trùng điệp điệp. Các dinh thự đài các nguy nga chen mây chen gió lên hết tầng này đến tầng khác. Các chính khách, các thương gia, các ngoại trưởng các nước từ thập phương tấp nập lui tới đàm phán chuyện quốc gia, chuyện quốc tế. Các phong trào đạo đời từ ba lê khởi xướng lên hay từ ngoại bang dồn dập tới, rất nhiều và rất hoạt động, luôn luôn nhấp nhô như những làn sóng cuồn cuộn của đại dương lúc gió thổi mạnh. Nhưng cũng ái ngại thay và thật rất tởm, những quảng cáo khỏa thân rùng rợn dán đầy rẫy các mặt tường, các cửa rạp chớp bóng, những trai gái mất nết ngang nhiên yêu nhau giữa đường, giữa chợ, giữa phố xá, trên xe, trên cầu cống, làm ngứa mắt những người đứng bên, lỡ bước những kẻ qua lại. Nhìn kinh thành gọi là ánh sáng ấy, với những cảnh ái tình luôn luôn bày bày xóa xóa đó, khách tha hương không khỏi rùng mình và nghĩ ngợi, rồi lên án cái tương lai của thành phố 5 triệu nhân mạng này. Một hôm, tôi cũng đang nghĩ tới chuyện hai anh em Zebedeo xin Chúa cho lửa xuống đốt mấy thành tội lỗi, thì tiếp được một thư từ Bắc Việt gửi tới. Hỡi ôi, cha có biết con thích bộ Một Tâm Hồn đến đâu không? Tiếng Việt tuyệt lắm mà, và thương ôi, lời tâm phúc hứa kia đến bao giờ mới được đọc?
lời thư đầm thắm như thế từ cố hương bay sang đã làm nguôi cái tâm tình Zebedeo ở khách tha phương và kích thích đến phải tích cực đáp mối thịnh tình bằng cầm ngay bút viết lời tâm phúc để xuất bản Một Tâm Hồn cuốn ba này. Một Tâm Hồn cuốn thứ ba. Thưa độc giả, đọc xong Một Tâm Hồn cuốn thứ hai, nhiều độc giả đã rất hài lòng cái chuyện tình cao siêu lý thú của trinh nữ Teresa, viết một cách tự nhiên phong phú và luôn luôn linh động trong mối tình yêu thương giữa tạo hóa và tạo vật, làm độc giả tự nhiên cảm thấy khoan khoái và như thấy lòng cởi mở trong một hạnh phúc cao khiết. Rất có lẽ không độc giả nào là không cảm thấy cái tính tình vừa nhẹ nhàng, vừa lưu luyến mà trinh nữ Teresa không hiểu vì hữu ý hay vô tình đã lấy làm cốt truyện để làm sống động cả bộ sách Một Tâm Hồn, hay nói cách phải hơn mà chính trinh nữ đã sống và tự thuật dễ dàng khéo léo, thật là đã hoàn bị lắm. Nhưng độc giả thân thiện, Một Tâm Hồn chưa hết, Một Tâm Hồn còn cuốn thứ ba nữa, cuốn thứ ba dưới nhan đề Lời Tâm Phúc. Lẽ ra Lời Tâm Phúc đã không quá chậm trễ đến nay mới xuất bản, nhưng trong muôn sự bao giờ cũng thế, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, dịch giả vì phải tha phương, không vì lẽ cầu thực cho bằng dưỡng lão. Thành thử việc xuất bản phải đình trệ đã phụ lòng phần nào lòng mong chờ của các độc giả. Vậy thì lời xin lỗi ở đây là phải chỗ lắm. Một Tâm Hồn cuốn thứ ba gồm những lời tâm phúc chị Thánh Teresa đã nói cùng các chị em nhà tập, nhà kín Lisieux trong những buổi họp mặt khi người giữ chức mẹ giáo và nhiều trường hợp khác, phân xếp lại thành bốn chương. Đọc chương thứ nhất, ta sẽ thấy nhiều quan niệm cụ thể của đời sống mà ít ai đã lưu tâm nhận định. Đọc chương thứ hai, ta sẽ thấy nhiều lý luận minh chính mà trí óc trinh nữ đã khéo biện bạch. Đọc chương thứ ba, ta sẽ thấy nhiều tư tưởng cao siêu mà có lẽ ta chưa khi nào đã nghĩ tới. Và sau hết, đọc chương thứ tư, ta sẽ thấy nhiều tâm tình tao nhã của trái tim nóng hổi đã chớm nở trong đời sống công cộng. Đọc xong bốn chương của Lời Tâm Phúc, ta thấy như hiện ra trước mắt một nhãn giới mới lạ, màu sắc muôn sinh muôn đẹp, làm phấn khởi lòng người lưu lạc, làm tươi tỉnh cuộc 36.000 ngày bằng một áp lực siêu nhiên thu hút ta lại, thoát ly ra khỏi khối quá nặng nề của xác thịt và cái lầm than sinh hoạt của công lệ làm người, hay ít nhất cũng làm nhẹ nhõm và dễ chịu cái cảnh gần đất xa trời này lắm. Trinh nữ Teresa phải là một khối óc siêu phàm, phải là một trái tim đẫm tình, chìm sâu trong biển cả tình yêu, và đã sôi tới ngàn độ, đã bốc tới đỉnh trọn lành mới có thể là nguồn xuất phát mạnh mẽ, những giọng điệu minh bạch, những lý lẽ tha thiết và huyền diệu như đó. Ba Lê ngày 11 tháng 7 năm 1954, dịch giả Kim Thiếu. Quyển 3 chương thứ nhất, những quan niệm cụ thể. Phần 1, thành công của cố gắng. Để trả lời một chị tỏ bộ lo lắng buồn bã vì nhận biết mình hay sa ngã và kém cỏi nhiều trên đàng chọn lành, chị Thánh nói: "Chị làm em có cảm tưởng một trẻ nít vừa mới tập đứng, chưa biết đi tí nào, đã muốn lên cho bằng được thang gác để quấn quýt bên mẹ. Em bé cố nhấc bàn chân nhỏ xíu để bước bậc thứ nhất, khó nhọc quá mà vẫn uổng công, nhấc chân lần nào là ngã lần ấy, hãy nhấc chân lên là ngã chổng cành." Vậy thì thế này, chị là đứa em bé ấy, trên đường thực hành nhân đức, chị cứ nhấc chân nhỏ xíu của chị để tiến thang chọn lành. Chị đừng có tham vọng bước được ngay, dù chỉ bước tới bậc thứ nhất. Không, chị đừng tưởng tượng to tát thế, Đức Chúa Trời không đòi chị những hành động to tát ấy. Người chỉ đòi ở chị một tấm lòng trung thành và thẳng thắn, rồi từ ngọn thang, người sẽ yêu thương nhìn chị và chẳng lâu la nữa, bằng những cố gắng kia, chị sẽ chinh phục được người ngay.
chính người sẽ chạy xuống ôm chầm chị vào lòng, sẽ bồng bế chị lên, hưởng nước hiển vinh người đời đời. Nhưng nếu chị lại nản lòng, không muốn nhấc chân để bước tới nữa, ấy mới chính là điều nguy hiểm. Chúa sẽ bỏ chị ngay, và chị sẽ phải lưu lạc, còn chán ở khách đầy này. Lần kia chị Thánh đã nói, phương pháp duy nhất để tiến tới mau lẹ trên đường tình yêu là luôn luôn trở nên bé nhỏ. Tôi đã thực hành phương pháp ấy, cho nên nay tôi có thể đồng thanh cùng Thánh Gioan Thánh Giá hát, tự hạ rõ thấp để lên rõ cao, tới đỉnh ước ao. Phần 2. Chui qua bụng ngựa. Một lần phải cám dỗ hầu như quá sức chịu đựng, tôi đã thưa chị Thánh, nhất định lần này em không thể thắng lướt được nữa. Chị Thánh trả lời, sao? Chị tìm cách lướt thắng làm gì cho khổ? Chị cứ luồn qua là giản dị nhất. Những linh hồn cao cả, một khi gặp giông tố, các ngài thản nhiên bay lượn trên tầng mây gió là phải, nhưng như ta chỉ phải nhẫn nại chịu đựng những trận mưa gió ấy, cho dù có bị ướt át chút đỉnh cũng không sao. Vào sưởi bên lửa tình yêu, chúng ta sẽ được khô ráo và ấm áp lại ngay. Nhân chuyện, em nhớ hồi còn nhỏ, có lần em đã muốn vào vườn chơi, lúc ấy một con ngựa đứng ngáng ngang giữa lối. Những người đứng đấy bảo em đánh nó xe qua một bên mà vào. Không bằng lòng với ý kiến ấy, em đã mau lẹ chui qua bụng ngựa, vào xuôi sắn và xong ngay. Đấy nhé, với thái độ bé mọn, người ta thành công rất dễ dàng và chóng vánh. Xưa chú Cứu Thế đã trả lời bà mẹ hai anh em Zebedeo rằng, để được vinh dự ngồi hai bên tả hữu ta, đó là hân hạnh của những người mà cha ta đã xe định. Em thiết nghĩ những chỗ danh dự này sở dĩ từ chối những bậc đại thánh, những anh hùng tử đạo là cốt dành riêng cho những trẻ nhỏ. Chính vua thánh David đã đề cập vấn đề lúc ngài nói, Benjamin nhỏ bé nhất sẽ chủ tọa hội nghị các thánh. Đức Chúa Trời không muốn mẹ bề trên cho phép em ghi chép ngay những bài thơ em nghĩ ra được trong ngày, và em cũng không muốn xin mẹ phép đó, sợ làm lỗi đức khó khăn. Em cứ ráng đợi giờ nào việc ấy, và đợi thế thật là khổ lắm mới khỏi quên, vì đợi mãi đến 8 giờ tối, mới được chép bài thơ đã nghĩ được từ sáng sớm. Những điều còn con đó thật là một hình khổ, nhưng ta nên thận trọng giữ gìn, đừng quá dễ dãi làm giảm bớt công phúc bằng cách hoặc tự tiện, hoặc xin phép những điều làm thuận tiện và dễ chịu đời chân tu. Khi ai bấm chuông kêu ta hay gõ cửa bảo gì, ta phải nhanh nhẹn hãm mình trả lời ngay. Đừng dùng rằng viết cho xong chữ, dù ngoáy thêm một nét cũng không. Em đã thực hành điều ấy, và xin thực tình tỏ cùng chị em rằng, chính đó là một nguồn cội bình an thư thái. Theo ý kiến đó, tôi đã mau lẹ thực hành mỗi khi có dịp, và lần kia vào hồi chị Thánh bệnh, tình cờ thấy tôi có cử chỉ mau lẹ ấy, chị Thánh đã bảo tôi rằng, giờ hấp hối mà hồi tưởng lại điều này, chị sẽ được an ủi và hỉ hoan dường nào. Chị vừa làm được một công tác hiển hách hơn là đã khéo léo vận động cùng chính phủ ban đặc ân gì cho cả nhà dòng, hơn cả cái vinh dự mà toàn thể nước Pháp hoan hô chị như quý bà Judy. Hôm ấy là ngày giặt, tôi đang nhẩn nha đi ra nhà giặt, vừa đi vừa ngắm nghía hoa vườn, thì đồng thời chị Teresa hài đồng Giê-xu cũng đang đi ngược lại mà đi nhanh. Chị nói, có phải người ta cũng vội vã như thế? Một khi người ta phải nuôi con thơ và phải làm việc để nuôi sống đàn con. Chị có biết những Chúa Nhật và lễ trọng của em là những ngày nào không? Là những ngày mà Chúa thử thách em nhiều. Thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngừng phần đọc truyện tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 21 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.